Đao là một loại gươm một lưỡi của Trung Quốc, chủ yếu dùng để chém, chặt. Dạng phổ biến nhất còn được gọi là kiếm lưỡi cong của Trung Hoa. Những loại có lưỡi to bản hơn nữa đôi khi được gọi là mã tấu. Không chỉ là công cụ của sự hủy diệt, mà còn là biểu tượng của sự uyên bác, nghệ thuật và chiến thuật. Đao thường được thiết kế để phản ánh nền văn hóa và triết lý của những người sử dụng nó. Được tạo ra từ những nguyên liệu như thép, gỗ và da, đao không chỉ làm nổi bật với tính năng chống cắt mạnh mẽ, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật với đủ hình dạng và kích thước. Và đương nhiên, trong Naraka cũng có đao, thậm chí là rất nhiều loại đao. Và cái mà chúng ta đang nói đến ngày hôm nay là một cây đao mới xuất hiện trong đấu trường Naraka, hoành đao. Tidy Freezer. Giống như tất cả các vũ khí cận chiến khác, hoành đao sở hữu chém ngang và chém dọc. Chém ngang có thể gây ra mini stun. Chém dọc có thể tấn công kẻ địch đang nằm hoặc đang cúi. Về ưu điểm, hoành đao rất khó đoán. Một phần vì nó mới. Nó là sự kết hợp giữa dao găm và katana. Chiêu khúc bộ vừa có thể né đòn, vừa có thể làm động tác giả mà không tiêu hao tinh lực, lợi hại vô cùng. Hồn ngọc thần kỹ ảnh hưởng lâu và rộng. Về nhược điểm, hoành đao rất khó sử dụng. Động tác ra đòn chậm chạp. Âm thanh rút kiếm khá giống tiếng tụ lực. Nếu mới nghe sẽ bị nhầm thời điểm tung đòn. Về đòn đánh và hoạt ảnh cơ bản, chúng ta có chuột trái. Chuột trái lần thứ 2. Chuột trái lần thứ 3. Bá thể xanh và có thể bị phản đòn. Chuột phải. Chuột phải lần thứ 2. Chuột phải lần thứ 3. Bá thể xanh và có thể bị phản đòn. Nhảy chuột trái. Nhảy chuột phải. Xê chuột trái. Đánh vào vùng dưới của địch, có thể tấn công kẻ địch đang nằm hoặc đang cúi. Xê chuột phải. Hất tung. Trượt chuột trái. Tụ lực chuột trái. Bình thích. Bình thích có thể thực hiện sau khi tụ một hoặc hai tầng. Phi người lên trước và chọc đao. Khoảng cách khá xa, bình thích có thể hủy ra chiêu ở thức xông lên bằng cách bấm chuột trái. Lúc này sẽ tung ra đòn trái đầu tiên và có mini stun. Tụ lực chuột phải. Chạm chữ bát. Giống như tên gọi của nó, rút đao ra chém một chữ bát. Khúc bộ. Đây là cơ chế đặc biệt của hoành đao. Khúc bộ có thể thực hiện sau khi thả tụ lực chuột trái và bấm chuột phải. Lập tức vòng ra sau địch. Có thể né đòn và không tiêu hao tinh lực. Có thể khúc bộ trong nửa đoạn bình thích hoặc sau khi đâm bình thích. Đặc biệt sau khi khúc bộ, nếu như bấm chuột trái sẽ tung ra chiêu đánh ngang thứ nhất và có mini stun. Còn nếu như bấm chuột phải sẽ tung ra đòn chuột phải thứ 3. Điểm thích là một chiêu chọc thêm một cú nữa sau khi chạm chữ bát. Hoạt ảnh rất giống bình thích, sát thương chỉ bằng một nửa. Và thậm chí có thể khúc bộ sau khi tung điểm thích. Cách làm như sau: hầu phải, thả, trái, phải. Về cơ chế đỡ đòn và phản đòn, giống như tất cả các vũ khí cận chiến khác, đỡ đòn của hoành đao trông rất khệnh. Tuy nhiên đây là đòn đỏ và chỉ đỡ được bá thể xanh, nên vẫn bị các chiêu trắng, tím, vàng ảnh hưởng. Phản đòn. Sau khi đỡ đòn thành công, nếu như bấm chuột trái sẽ tung ra chiêu phản đòn. Đối với hoành đao là chém một cái, quay lưng lại và xiên đối thủ như một kiếm khách vô tình. Mọi phản đòn đều ở bá thể vàng. Về hồn ngọc, chúng ta có phá ngàn quân, tại hạ tạm dịch là thiên trảm, nâng cấp bình thích và điểm thích. Đổi từ đâm thông thường thành chém hai nhát, sát thương cao hơn do hồn ngọc có cộng 6% sát thương và sau khi thiên trảm vẫn có thể khúc bộ. Hồn ngọc thần kỹ, toái vân thiểm cực quang, nâng cấp tụ lực tầng 2 của hoành đao, cắm đao xuống đất, triệu hồi một đao trận gây sát thương liên tục trong một khoảng thời gian ngắn. Tầm ảnh hưởng rất rộng, khi cắm đao là bá thể xanh, tới lúc triệu hồi đao trận mới là bá thể vàng. Hồn ngọc đoạt hồn đao đơn, hay còn gọi là đoạt hồn đơn nhẫn khí giới, giống như tất cả các vũ khí cận chiến khác. Đoạt hồn sẽ thay đổi liên chiêu phản đòn thành một chiêu, hồi phục sinh lực và hộ giáp 75% dựa vào sát thương gây ra, gói gọn toàn bộ sát thương và hồi phục vào trong một chiêu duy nhất, chẳng có thời gian để đối phương ép hay về thoát ra nữa. Sau đây là những combo cơ bản với hoành đao.
Combo thứ nhất, độ khó 1 sao. Chúng ta làm như sau: trái, hất tung, trái, xê chuột trái. Combo thứ hai, độ khó 2 sao. Trái, hất tung, móc dây, giữ điều hướng, tụ phải, thả. Combo thứ ba, độ khó hơn những combo trước. Trái, dash, trái, hất tung, nhảy nhẹ, trái, 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 tụ phải, thả. Combo thứ tư, độ dễ, dễ hơn combo vừa rồi. Trái, hất tung, móc dây, xê chuột phải, trái, trái, phải, phải. Combo cuối cùng cũng là combo dễ nhất. Các bạn có thể làm như sau: lấy hoành đao, đeo thêm toái vân thiểm cực quang, lấy cố tinh hàn, vào đòn, hất tung, gồng mình lên. Đường vào tim em môi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Anh em cứ làm theo clip là được nha. Đao không chỉ là một vũ khí mà còn là biểu tượng của nền văn hóa và sự sáng tạo. Từ những nét đẹp của kiến trúc đến độ chính xác của kỹ thuật chế tạo, đao là sự kết hợp của nghệ thuật và chiến thuật, làm cho nó trở thành một phần quan trọng của lịch sử và di sản của nhân loại. Khi đối đầu với hoành đao, đòi hỏi sự nhạy bén rất cao, một thứ binh khí vừa cổ quái vừa linh hoạt như dao găm, nhưng đồng thời lại sở hữu mini stun và tầm đánh rất xa. Khi gặp nó chỉ có thể tận dụng thời cơ mà tung đòn trước để chiếm ưu thế. Đôi khi sử dụng chính hoành đao sẽ khiến cho chư vị khám phá ra những yếu điểm của nó. Vấp ngã bằng hoành đao nhiều sẽ đến một giai đoạn mà chư vị đọc chiêu thức của nó như đọc một cuốn sách. Suy cho cùng, nó cũng chỉ sở hữu từng đó động tác cơ bản. Vậy thì cái mà chư vị cần là hiểu đối phương mà thôi. Vũ khí nào cũng sẽ bị khắc chế bởi kỹ năng và bí thuật. Chỉ là những chiêu thức đòi hỏi thời gian phục hồi. Hoành đao cũng không ngoại lệ. Nếu như đương đầu với Thẩm Diệu, Quý Doanh Doanh, Hadi hay Nhạc Tướng Quân thì hoành đao cũng chỉ là một thanh thép trong vòng 15 giây mà thôi. Vừa rồi là những điều cơ bản nhất về hoành đao. Những tân binh trên giang hồ hoàn toàn có thể dựa vào bí kíp này và bắt đầu hành tẩu. Nếu như có những thiếu sót nào, mong các vị hảo hán hãy chỉ bảo thêm cho tại hạ. Cũng đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những màn hành tẩu giang hồ thường nhật và những bí kíp võ công vũ khí mới nhất chư vị. Xin đà tạ.